Thưa quý vị, chỉ còn gần 3 ngày nữa sẽ diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của cả nước là Đại hội Đảng 13. Là một thành viên trong tiểu ban phục vụ đại hội, Hà Nội đã thực hiện công việc này như thế nào? Cuộc trò chuyện của phóng viên VTC với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin cụ thể. Vâng, rất cảm ơn Phó Chủ tịch đã dành thời gian trò chuyện với khán giả của VTC. Thưa ông, với vị trí là thủ đô của đất nước, Hà Nội được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vậy thì xin ông có thể cho biết đến thời điểm này thì công tác hậu cần đã được thực hiện ra sao? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện trọng đại đối với đất nước và là một hoạt động chính trị sâu rộng đối với Đảng, với nhân dân. Chính vì thế mà thành phố đã tích cực triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó thì có hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan. Và có thể nói đến thời điểm này, thành phố đã hoàn tất các công việc. Bên cạnh yêu cầu các cái nội dung cụ thể của Trung ương, thì thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và có một chương trình để cổ động trực quan, tuyên truyền với toàn thành phố. Với sự kiện Đại hội Đảng 13 và cứ sau 5 năm thì chúng ta có một đại hội như thế. Vậy thì xin ông có thể cho biết đâu là điểm nhấn cho công tác trang trí hậu cần của Hà Nội thực hiện lần này ạ? Một cái điểm nhấn mà tôi cho rằng quan trọng nhất hiện nay trong công tác tuyên truyền thì ngoài cái sự vào cuộc của chính quyền, thành phố, các địa phương thì sự vào cuộc tích cực của người dân. Đấy. Các tòa nhà chung cư, đặc biệt là hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố đều được trưng dụng và triển khai cái việc tuyên truyền về công tác chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công tác trang hoàng về hoa, cây cảnh và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường trong thời gian hiện nay đang gấp rút được triển khai và thành phố chúng ta hiện nay có thể nói rất là sạch đẹp và trong ngày sắp tới thì sẽ tiếp tục sẽ hoàn chỉnh hơn, sáng xanh sạch đẹp hơn nữa. Với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng thì cả hệ thống chính trị của cả nước cũng như thủ đô đều vào cuộc. Tuy nhiên là trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, vậy thì xin ông có thể cho biết đâu là những điểm cần phải lưu ý cho các đại biểu cũng như là nhân dân trong sự kiện lần này ạ? Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo thì Hà Nội đã tích cực triển khai các công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn chung. Trong đó thì Hà Nội đã triển khai xét nghiệm tất cả các thành viên tham dự đại hội, các cán bộ nhân viên tham gia phục vụ đại hội với số lượng là trên 4.000 người tham dự và qua 2 vòng xét nghiệm thì lần thứ nhất xét nghiệm thì đã có kết quả, tất cả đều kết quả âm tính và chúng tôi cho rằng là trong năm sắp tới thì Hà Nội tiếp tục triển khai một cách mạnh mẽ công tác phòng chống dịch bệnh Covid theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của thành phố và đề nghị tất cả các người dân làm tốt công tác phát giác các đối tượng nhập cảnh trái phép. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Chủ tịch ạ. Càng gần đến ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng, đường phố Đà Nẵng những ngày này đang khoác lên một tấm áo mới để chào mừng sự kiện quan trọng của đất nước. Cùng với sắc xuân, Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, hòa cùng với kỳ vọng của người dân về một kỳ đại hội sẽ đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới. Những tuyến đường đẹp nhất ở Đà Nẵng những ngày này thêm rực rỡ hơn với những băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội 13 của Đảng. Nhiều người dân đã không giấu được niềm tự hào về quê hương, đất nước mình sinh sống khi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi này. Sắp tới đại hội thì mình cũng mong là đại hội là thành công tốt đẹp để đưa đất nước mình nó tươi sáng lên, càng ngày càng đi lên. Còn đường phố bây giờ chuẩn bị đón năm mới là tuyệt vời thôi, thấy như đây là rất là khí khái. Người dân họ rất là náo nức. Với không khí phấn khởi, các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tin tưởng Đại hội 13 của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Đặc biệt, thế hệ trẻ Đà Nẵng có rất nhiều kỳ vọng vào sự kiện quan trọng này. Hiện nay là đất nước ta đang tiến lên một cái đất nước phát triển. Như vậy là mưu cầu về hạnh phúc, mưu cầu về những cái tinh thần vật chất, tinh thần hiện nay đang được rất là đề cao. Tôi hy vọng là chủ trương này có thể là đã xây dựng được một cái xã hội nó công bằng, văn minh, một cái xã hội mà trật tự được đảm bảo, mọi người dân có thể sống trong một cái cuộc sống mà hạnh phúc hơn, họ hạnh phúc về cả tinh thần, về vật chất và các cái mặt trong đời sống xã hội. Tôi hy vọng rằng là ban chấp hành của
trung ương của chúng ta trong cái nhiệm kỳ trong cái khóa 13 lần này thì là những nhân sự thật sự là ưu tú, có tài năng, có đạo đức và có bản lĩnh chính trị để điều hành đất nước vượt qua được những khó khăn trong cái tình hình bối cảnh hiện nay. Cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng đang khoác trên mình một chiếc áo mới, rực rỡ, phấn khởi và tràn đầy niềm tin hướng về Đại hội 13 của Đảng sẽ khai mạc trong vài ngày tới. Thưa quý vị, sáng nay 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thất thoát tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học PVB và Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC đối với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm. 12 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PVC, bị truy tố về cả hai tội danh trên. Trong phần thủ tục, thư ký tòa cho biết rất nhiều luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và giám định viên vắng mặt. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN vắng mặt. Luật sư của bà Bình cho biết thân chủ của mình phải đi cấp cứu nên có đơn xin hoãn tòa. Sau hội ý, chủ tọa cho biết Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập hợp lệ nhưng chỉ bị cáo Bình vắng mặt do bị ốm, có xác nhận của y tế. Một số luật sư, người liên quan và người giám định vắng mặt không lý do chính đáng. Để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của các bị cáo, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại sẽ được thông báo sau. Thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP bao gồm 10 nước ASEAN và 5 nước Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand sẽ giúp Việt Nam cải thiện tính tự chủ, đặc biệt đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư. Đây là nhận định tại báo cáo thực hiện hiệu quả RCEP do Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương công bố. Với độ phủ 30% dân số thế giới, Hiệp định RCEP được kỳ vọng sớm đi vào thực hiện và cải thiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, một số chuyên gia quan ngại về lợi ích mà Việt Nam có thể thu được từ RCEP, đặc biệt là nguy cơ tăng nhập siêu, áp lực cải thiện thể chế. Thì cái lo ngại từ về nhập siêu, lo ngại về cái tác động thể chế từ RCEP, nó thực tế nó lại trở thành một cái sức ép tích cực để mình hướng đến một cái cuộc chơi nó có tiêu chuẩn cao hơn gắn với CPTPP. Và khi đó, khi mà Việt Nam đạt được cái tiêu chuẩn cao như vậy, quay trở lại RCEP thì cái sức cạnh tranh của Việt Nam cả ở cấp độ doanh nghiệp, cả cấp độ nền kinh tế nó sẽ cao hơn rất nhiều. Các cơ quan chính phủ là phải làm nhanh hơn, mạnh hơn những cái câu chuyện như là tái cơ cấu kinh tế, như là có xây dựng một cái chính sách công nghiệp rõ ràng với những cái xác định một cách cụ thể về những cái ngành công nghiệp ưu tiên cũng như những cái biện pháp cần thiết để mà thúc đẩy những cái chính sách công nghiệp mà vốn là chúng ta đã nói đến nhưng mà nó cứ dậm chân tại chỗ. Báo cáo thực hiện Hiệp định RCEP với sự hỗ trợ của chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam cũng khuyến nghị. Bên cạnh cải thiện thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế, Việt Nam cần phát huy vai trò trung tâm trong ASEAN như cách Việt Nam tham gia xây dựng hiệp định này, tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Vì RCEP không phải là hiệp định thương mại tự do cuối cùng mà Việt Nam tham gia. Do vậy, cần cân nhắc tổng thể và toàn diện vào tham gia, đóng góp cho chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh mới. Để đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 20 đoàn kiểm tra với hơn 300 thanh tra viên, tăng cường kiểm tra việc phân phối, kinh doanh, tiêu thụ những mặt hàng thực phẩm Tết. Hoạt động kiểm tra, test nhanh của lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm áp dụng với tất cả các loại thực phẩm tại chợ Phạm Văn Hai, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, đoàn kiểm tra ở đây được chia thành 3 ca nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Nói là mình kiểm soát và mình như thế nào để cho cái nguồn gốc được tốt thì cái công tác này là rất là khó. Tuy nhiên, ban quản lý chợ cũng nâng lên một mức, có nghĩa là ngoài cái công tác kiểm tra hàng ngày các hóa đơn nguồn gốc xuất xứ của thương nhân thì ban quản lý chợ Phạm Hai cũng trang bị một cái điểm gọi là kiểm tra test nhanh chủ. Nói chung là tại vì chị bán nó chạy hàng nên chị cũng không có gì lo lắng hết. Tại chị nhập hàng của công ty nó có nguồn gốc an toàn nên mà chị cũng muốn nhập hàng của công ty ở những nơi có nơi xuất xứ ổn định.
Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất và kho nguyên liệu chuẩn bị cho Tết Nguyên đán từ cách đây 2 tháng. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý tiếp tục triển khai tại 239 chợ trên địa bàn thành phố. Bởi lượng sản phẩm hàng hóa ra vào chợ rất lớn, khó kiểm soát, tình trạng hàng trôi nổi vẫn xuất hiện nếu không được kiểm tra thường xuyên. Đương nhiên là ở cái hệ thống mà phân phối hiện đại với 236 siêu thị cũng như là đấy, thì chúng ta có thể nói là đơn giản hơn trong cái việc kiểm tra xuất xứ nguồn gốc, nhãn mác. Nhưng mà ở các chợ thì vẫn còn tương đối khó khăn, đặc biệt là không chỉ trong lồng chợ mà vấn đề là ở bên ngoài vỉa hè đó. Đó thì nó vẫn còn đất cho cái thực phẩm trôi nổi, cho nên vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thế nhưng mà Tết Nguyên đán cận kề, ngoài việc nỗ lực kiểm soát của lực lượng an toàn thực phẩm thì người dân cần chủ động lựa chọn những địa chỉ an toàn để mua, như sản phẩm có niêm yết giá cả, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh tình trạng tiền mất tật mang. Tập trung chống gian lận thương mại trên môi trường Internet là mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong năm 2021. Đó là khẳng định của đại diện cơ quan này tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của năm 2021 của lực lượng quản lý thị trường diễn ra ngày 21 tháng 1 tại Hà Nội. Năm 2020, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xử lý trên 66.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 352 tỷ đồng. Trong đó đã chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự đối với 157 vụ. Nhận diện bối cảnh, ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục Quản lý Thị trường đã lập một bộ phận đặc nhiệm chuyên trách riêng đấu tranh với hành vi gian lận thương mại mới như xuất xứ hàng hóa và an toàn thực phẩm trên môi trường Internet. Đã tấn công, xử lý một số đường dây, ổ nhóm quy mô lớn trên môi trường Internet, đặc biệt là mô hình kinh doanh mới như trên các mạng xã hội, kênh bán hàng đa kênh livestream. Điển hình, tháng 7 2020, xử lý tổng kho buôn lậu hơn 10.000 m2 tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai. Tôi vẫn nhìn nhận rằng là trong vòng 1-2 năm tới, thì nhiệm vụ chính quản lý thị trường là đi chống gian lận thương mại trên môi trường mạng, chứ không phải là đi bắt hay đi kiểm tra ở ngoài phố nữa. Và kể cả những cái giao dịch truyền thống thì bây giờ là người ta cũng trao đổi trên mạng trước. Chúng tôi vẫn xác định là nội địa thì là quản lý thị trường và lực lượng công an. Tuy nhiên thì là để mà chống lậu, chống giả tốt thì nó phải từ ngay từ biên giới, cửa khẩu. Do vậy làm sao mà biên phòng, hải quan nó phải gắn bó khăng khít hơn nữa với lực lượng công an và lực lượng quản lý thị trường ở trong nội địa. Xác định trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn diễn biến phức tạp, khó lường, tinh vi. Do vậy, bên cạnh công tác chống gian lận, hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ, năm 2021, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quản lý thị trường để đấu tranh mạnh trên môi trường mạng Internet. Chiều 21 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS tổ chức buổi họp mặt Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình, trao tặng quà Xuân Tân Sửu cho các nữ công nhân môi trường của thành phố. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các nữ công nhân đang trực tiếp làm công việc vệ sinh đường phố, thu gom rác khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường đô thị. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 300 phần quà cho các nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp lao động tại các đơn vị dịch vụ công ích, hợp tác xã môi trường trên địa bàn thành phố. Trong suốt những năm qua, VWS luôn đồng hành với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Trước đó, VWS đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 300 hộ dân tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp cùng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức đợt hoạt động nghĩa tình địa phương tại bệnh viện huyện Củ Chi nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những phần quà được trao đến tận tay công nhân như một sự tri ân của xã hội đối với những đóng góp trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường cho thành phố.